Hello anh em, chị Google lại gặp anh em vào lúc 7 giờ tối tất cả các ngày tại kênh htlive.net. Anh em xem intro thấy chiếc xe up này đẹp không? Đây là chiếc up 160. Hôm nay tới bên htlive độ đèn mi đổi màu. Đèn mi này tên là Audi i8 Pro, chỉnh màu qua app điện thoại. Đèn mi này lắp được cho tất cả các xe nhà anh em. Cũng giống như độ bi, đầu tiên bạn cam phải tháo đầu đèn ra, dán phim cách nhiệt, hấp chóa, bung chóa, tháo các phụ kiện liên quan ra. Cả công đoạn hết tầm 30 phút. Tiếp theo bạn cam sẽ lấy mica ướm vào để mizin, sau đó kẻ bút lông để chút xíu cắt quét theo đường đó. Cắt xong thì dán mặt mica đó sao cho chắc chắn, dán led Audi 8 Pro vào, đóng hộp chống nước phía sau, lắp lại mặt kính để mizin, gắn lên xe test, xem ok chưa. Ok tất cả thì vệ sinh lại đèn, đóng mặt kính lại, dùng mấy cái kẹp tóc để kẹp cho keo chắc chắn ha. Sau cùng là ráp lại dàn áo như zin. Anh em nào có nhu cầu độ xe, độ đèn, tới ngay htlive, địa chỉ 150 Hoàng Hoa Thám Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, liên hệ 0943390093 gặp anh Chí. Anh em cùng xem thành quả nha.